Ba chúc Tết. Hôm nay là 28 Tết rồi ông à. Bà làm gì mà mong Tết như trẻ con vậy? Ngày nào cũng trực chờ xé lịch à? Thì cái Nga nói 28 Tết nó về mà. Chắc chiều nay là về đến nhà thôi ông nhỉ? Thế à, bà thử gọi điện cho con hỏi coi mấy giờ nó về đến nơi. Ừ, để tôi gọi xem thế nào. Dạ, có anh chị đây ạ. Alo. Nga hả con? Hôm nay mấy giờ con về tới nhà? Con đang bận lắm mẹ ơi. Hôm nay đông khách quá, chắc phải sáng mai con mới về được. Thấy mẹ nhé. À, alo. Ơ, cái con bé này, nó nói bận không về được hôm nay, chắc phải sáng mai ông à. Con bé này, Tết nhất đến nơi rồi mà vẫn còn tham việc. Nó định không về quê ăn Tết chắc. Hay. Cuối cùng cũng được về quê ăn Tết rồi. Mình phải thật nhanh mới được. Bây giờ đi, 12 giờ đêm sẽ về tới nhà. Ba mẹ chắc đang mong mình lắm. Vé của em đây, hết 100.000. À, ví, ví tiền của mình đâu rồi? Rõ ràng mình để trong ngăn này mà. Có mua không em ơi? Còn tới lượt người khác chứ. Dạ, dạ thôi ạ. Thôi á, đây là chuyến xe cuối cùng đó. Mùng 3 Tết mới có xe lại nha. Sao? Chuyến cuối cùng ạ? Thế có mua không? Dạ thôi ạ. Alo. Nga hả con? Con đi tới đâu rồi? Mẹ ơi, con không về được rồi. Sao? Sao lại không về? Con bị mất tiền, giờ không có tiền mua vé về. Sao con bất cẩn thế? Con không mượn được ai à? Các bạn con đều về quê từ tuần trước hết rồi. Chỉ có con ở lại làm thêm nên. 30 Tết rồi, làm gì còn ngân hàng với bưu điện nào làm việc để mẹ gửi tiền cho con chứ? Con đang ở đâu? Con đang ở bến xe. Con quay về phòng trọ nghỉ ngơi đi. Tối rồi, đứng ở bến xe nguy hiểm lắm. Không lẽ Tết này mình không được về quê sao? Mà ở trên này hết tiền cũng chẳng có gì mà ăn nữa. Chết rồi, mưa to quá. Phải đóng cửa sổ, không thì mưa tạt vô hết. Tiếng gì thế nhỉ? Nửa đêm rồi, làm gì còn ai mà gõ cửa? Không lẽ là ma? Ba mẹ ơi, con sợ ma lắm. Cứu con. Nga ơi, Nga. Trời ơi, lại còn gọi tên mình nữa. Mẹ nói nếu ma gọi mà mình trả lời thì sẽ bị bắt đi. Làm sao bây giờ? Nga ơi, Nga. Ba đây, mở cửa cho ba nào. Ba hả? Ba, con sợ quá. Ừ, ba đây, đừng sợ con gái. Sao muộn thế này rồi mà ba còn lặn lội đạp xe lên đây? Lại còn đội mưa cả trăm cây số nữa. À, ba lên đón con mà. Con không muốn về quê ăn Tết sao? Ừ, Tết đến nơi rồi, ba biết không còn xe về quê nữa nên lên đây đón con. Ba xin lỗi vì để con phải chờ lâu nha. Ba, ba vất vả quá. Đạp xe cả đêm để lên đây đón con, trời lại còn mưa nữa. Lỡ ba bệnh thì sao? Ừ, có gì mà vất vả. Sức của ba vẫn còn khỏe lắm. Chỉ cần con về quê ăn Tết thì việc gì ba mẹ cũng làm được. Làm sao ba mẹ nỡ để con trên đây một mình chứ? Ba, ba,
Thôi nào con gái, lớn tướng rồi mà cứ mít ướt à. Giờ muộn rồi, ba con mình đi ngủ rồi sáng mai về sớm nha. Dạ. Chuột đồng thăm bạn. Chào mọi người nhé. Tôi đi thăm anh bạn tôi mấy hôm rồi tôi về. Anh sướng thật đấy, có cả bạn sống ở nhà phú ông. Phải đấy, nghe nói nhà người giàu toàn đồ quý giá, đắt tiền. Đồ ăn thức uống thì toàn của ngon vật lạ. Ôi, sướng thế. Anh đi chơi về, nhớ kể cho chúng tôi mở mang đầu óc nhé. Được rồi, cứ ở nhà. Tôi về có chuyện gì hay sẽ kể cho mọi người cùng nghe. La 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 la. La 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 la. Anh nhớ về sớm nha. Ôi, lâu lắm rồi mới gặp anh. Nhanh vào đây, lần này phải ở chơi với tôi mấy hôm đấy nhé. Sắp đến phòng tôi rồi. Hang chuột nhà phú ông mà cũng chật hẹp thế này ư? Chẳng bằng một xó cái hang nhà mình. Hơ, cái anh này, ở nhà phú ông tất đất tất vàng. Một tất cái hang của tôi bằng cả ngàn thước cái hang ngoài đồng của anh ấy chứ. Ừ, anh nói chí phải. Người ta bảo ăn nhiều, ở hết bao nhiêu. Anh ở nhà phú ông, ăn sung mặc sướng, chật chội tí là phải rồi. Vào đây nghỉ ngơi một tí, rồi tôi dẫn anh đi ăn. Đi nào, theo tôi. Eo ơi, đây là đâu mà mùi hôi thế? Đây là chuồng gà đấy. Chúng ta phải đi qua chuồng gà, rồi chuồng bò mới đến được bếp. Nhà ông ấy rộng lắm, nhưng nuôi mèo, nên bọn tôi chỉ dám quanh quẩn dưới này thôi. Lại còn thế nữa. Nào, đi tiếp nào. Eo ơi, đây là cái sân cạnh chuồng bò. Chúng ta phải đi ở đây mới không bị họ phát hiện chứ. Lên đây, để xem hôm nay có món gì đãi anh nào. Cơm cháy. Chỉ có cơm cháy thôi sao? Cứ bình tĩnh, để xem nồi này nữa. À, hôm nay có cá giết kho tương. Nhưng đây chỉ là khúc xương thôi mà. Làm gì có thịt mà ăn. Ờ, cái anh này, xương cũng ăn được chứ sao. Nếu anh không biết ăn thì cố mà liếm. May ra vẫn còn dính tí thịt đấy. Hứ, ngoài đồng chỉ có mấy con tép riêu, chứ lại được thưởng thức cả cá giết kho tương đặc sản thế này à. Kìa, ăn nhanh lên. Cậu không ăn được xương, hay ăn canh thừa đổ trong thùng rác kia đi. Mau lên, ăn nhanh rồi chuồng, kẻo người nhà phú ông mà thức dậy, đánh cho chúng ta chết cả nút bây giờ. Sao anh về sớm thế? Không ở chơi với tôi thêm mấy hôm nữa đã. Tôi sực nhớ ra, ở nhà còn chút việc quan trọng. Thôi, hẹn anh lần khác tôi tới sau vậy. Anh về cẩn thận nhé. Anh về rồi à? Sao về sớm vậy? Thế nào, nhà phú ông hoành tráng lắm phải không? Mau kể chúng tôi nghe với. Tôi nói thật các anh, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhà anh bạn tôi ở hôi hám, bùn đất, thậm chí còn bẩn thỉu hơn nhà chúng ta ở đây ý. Đã thế, chẳng có thịt mà ăn, suốt ngày chỉ đi liếm xương thừa canh cặn mà thôi. Hả? Thật thế sao? Anh nói thế nào ấy chứ? Hay là lại ngồi đáy giếng mà nói? Làm gì có cái giếng nào mà ngồi? Chỉ có cái hang bé tí, tối om thôi. Còn xa mới bằng hang của tụi mình ở đây. Đã thế, lúc nào cũng phải chui lũi, vụng trộm, chỉ nơm nớp lo bị người ta đánh chết nữa chứ. Hơ, có biếu tiền quay trở lại, tôi cũng chẳng thèm.
cần mở cánh cửa ra. Ồn ào, phiền phức quá. Lại gì nữa đây? Cháu chào ông ạ. Có chuyện gì? Mẹ cháu mới làm ít bánh nếp, mẹ cháu bảo đem biếu ông. Ông ăn ngay cho nóng, ông nhé. Ông không thích bánh nếp, bảo mẹ cháu ông cảm ơn nhé. Nhưng bánh ngon lắm ông ạ. Ông đã nói là ông không ăn đâu, cháu đem về đi. Với lại cháu chơi xa nhà ông ra một chút, ông không thích ồn ào. Dạ, mà sao nhà ông tối thế? Cháu chào ông cháu về. Sao thế? Con đem bánh sang biếu ông chưa? Rồi mẹ, nhưng ông không nhận. Con gái đừng buồn, chắc ông không thích ăn bánh nếp. Không phải đâu, cái gì ông cũng không thích. Ông chẳng mỉm cười với ai bao giờ, con rất sợ ông ấy. Có lẽ vì ông vẫn buồn về chuyện quá khứ. Hồi xưa, ông cũng có gia đình và một cậu con trai trạc tuổi con bây giờ. Một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi tính mạng của vợ con ông. Từ đó, người ta không nhìn thấy ông cười, cũng không mấy khi thấy ông ra ngoài nữa. Thế hả mẹ? Ông chỉ sống một mình, ngôi nhà luôn kín mít thế kia thì tối và buồn lắm mẹ nhỉ? Ừ, vậy nên chúng ta phải cố gắng giúp đỡ ông thật nhiều. Mẹ ơi, con ra ngoài chơi đây. Cháu chào ông. Ông cho cháu vào nhà một chút nhé. Ơ này, cháu bé. Cháu bé, cháu làm gì vậy? Nhà ông lúc nào cũng tối. Cháu đã hứng một chút ánh nắng mặt trời đem vào cho ông. Ông nhìn này. Ơ, sao không thấy ánh sáng chui ra? Có lẽ cháu lấy chưa đủ ông ạ. Ông đợi cháu một lát nhé. Cô bé này, đúng là trẻ con ngây thơ, nhưng mà hay. Con gái, con đang làm gì vậy? Sao lại chờ ở chỗ nắng thế? Con đang hứng ánh nắng vào túi mẹ. Con muốn đem ánh sáng vào nhà cho ông. Ôi, con gái của mẹ, có ai lại đi bắt ánh sáng vào túi như con? Sao hả mẹ? Con không thể đưa ánh sáng từ nơi này đến nơi khác ư? Có thể chứ, nhưng chỉ bằng cách duy nhất là mở rộng cửa ở những nơi tăm tối. Ánh sáng sẽ tự tràn vào nhà thôi. Mở rộng cửa ư? Mà... Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu không thể đem ánh sáng vào đây được. Chỉ có một cách duy nhất để nơi này sáng lên là... Là mở hết những cánh cửa ra, phải không cháu? Dạ, đúng rồi ông ạ. Nhưng... Ông hiểu tấm lòng của mẹ con cháu. Vậy ông cháu mình cùng nhau mở hết những cánh cửa ra nhé. Ông cảm ơn cháu đã giúp ông nhận ra một điều. Nhà phải mở rộng cửa, người phải mở rộng lòng. Cách ra đời của châm cứu. Ôi, mình lại bị đau đầu à. Mau bỏ củi xuống vào nhà nghỉ thôi. Hơn một tuần nay, ngày nào mình cũng đau đầu thế này thì không ổn rồi. Mình mau đi gặp đại phu xem thế nào, chứ không tôi lo lắm. Ừ, vậy chiều nay tôi sẽ đi gặp đại phu một chuyến xem sao. Bệnh tình của anh khá nặng đấy, tôi sẽ kê đơn cho anh uống. Sau một tuần nếu chưa khỏi thì quay lại đây. Cảm ơn đại phu. Mình mau uống thuốc đi kẻo nguội.
Hôm nay là bát thuốc cuối cùng rồi mà cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm là mấy. Đại phu, tôi đã uống hết số thuốc ngài cho mà vẫn chưa thấy chứng đau đầu của tôi thuyên giảm là bao. Tôi đã chữa đau đầu cho nhiều người nhưng chưa gặp trường hợp nào như của anh. Lần này tôi cho anh liều thuốc mạnh nhất, nếu vẫn không khỏi được thì tôi cũng hết cách. Ôi, đau quá. Mình mau ngồi nghỉ uống thuốc đã nào. Tôi lại sắp uống hết thuốc rồi mà bệnh vẫn không chuyển. Chắc đại phu cũng không thể giúp được gì rồi. Tôi sẽ thuận theo ý trời vậy. Sao mình lại nghĩ thế? Cứ từ từ rồi sẽ khỏi bệnh thôi mà. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, mình cứ đau ốm thế này thì phải làm sao? Một mình vợ lo hết việc thế nào được cơ chứ. Mình có sao không? Hay là mình cứ về nghỉ ngơi trước, để tôi làm nốt cho. Tôi không sao đâu, một mình sao mà thu hoạch hết chỗ này chứ. Thôi mau mau làm kẻo trời tối mất. Cuối cùng thì cũng làm hết, đúng là thuận vợ thuận chồng, thác bể đông cũng cạn. Mình chỉ được cái khéo ăn khéo nói thôi à. Đầu lại đau rồi. Đau quá. Đúng là hòn đá chết tiệt. Mình có sao không? Không, chỉ là tôi vừa chạm phải một hòn đá nhọn kia nên bị đau chân thôi. Lạ thật, chân đau nhưng thấy đầu đỡ quá. Lúc nãy tôi còn đau đầu lắm. Lẽ nào viên đá nhọn kia lại có thể làm dịu bớt cơn đau đầu ư? Kìa mình, sao lại lấy đá đâm vào chân thế? Tôi cứ dùng đá đâm vào chân là lại thấy đỡ đau đầu mình à. Hóa ra đá nhọn lại có hiệu quả thế. Thật vậy ư? Thế nào, bệnh của chú ấy dạo này có đỡ không? Dạ, uống thuốc mãi mà chẳng chuyển. Nhưng có chuyện này lạ lắm bác ạ. Thật vậy sao? Dạ thật đấy, em không dám nói sai đâu. Hôm nào bác cứ thử mà xem. Cô ba này, từ ngày tôi dùng đá nhọn đâm vào chân á, bệnh đau lưng của tôi cũng thuyên giảm đi nhiều lắm. Cảm ơn cô ba nha. Tôi cũng thế à, cứ trở trời là lại bị đau lưng, thế mà giờ dùng đá nhọn đỡ hẳn đây. Thuật châm cứu là phát minh lớn nhất trong lịch sử y học Trung Quốc, ngày nay được áp dụng rộng rãi và thành công trên thế giới, chính là bắt nguồn từ câu chuyện giẫm phải hòn đá nhọn của người nông dân nọ thời xưa ấy. Đứa con riêng của chồng. Mày nói đi, mày chạy đi đâu mà để nhà cửa tan hoác thế này hả? Trước khi đi tao đã dặn mày thế nào mà mày không nghe lời hả? Tao hỏi mày, sao mày không mở cái mồm ra thế hả thằng ly lợm? Cô Phùng mập lại la lối thằng Lộc rồi. Khổ thân thằng bé. Cô Phùng này tính khí dữ dằn như chằn. Thời trẻ không có ai đói hoài, đến ruột thịt cũng chẳng muốn gần. Thế mà anh Lợi lại vớ phải. Hai, mẹ thằng bé ở trên trời chắc xót con lắm. Tội nghiệp thằng bé, 3 tuổi đã mất mẹ nên giờ mới khổ thế. Thôi, mình mau về kéo tối, về cơm nước cho lũ nhỏ nữa. Cái gì? Mày để trâu ăn lúa, bị người ta giữ mất trâu rồi. Trời ơi là trời, tao đã dặn đi dặn lại, đi chăn trâu không được rời mắt khỏi trâu rồi. Rõ ràng mày đang chọc cho tao tức chết đây mà. Mày đúng là thằng ăn hại. Tao phải đánh đòn mày cho mày chừa mới được. Thôi đủ rồi, có chuyện gì mà mình la lối om sòm thế? Cả làng nghe thấy hết kia kìa. Có chuyện gì à? Ông hỏi nó đi. Lộc, con đã làm gì thế? Mau nói cho cha biết. Con... Nó đi chăn trâu, mãi chơi, để trâu ăn lúa ông Quỳ. Bị ông ta giữ mất trâu rồi. Ông nói, thế tôi có điên lên không chứ hả? Ông ta giữ mất trâu, thì đến nhà ông ta chuộc lại. Chuyện chỉ có thế mà mắng mỏ. Nhắc nhở con vài câu được rồi, sao mình phải đánh đòn nó?
Đánh cho nó chừa cái thói ham chơi đi. Thế mà ông còn đi bên nó, thật là tức chết. Đừng khóc nữa con trai, lần sau con không tái phạm nữa là được mà. Ba, ba đừng lấy gì nữa được không? Con chỉ cần ba thôi. Hai ba con ta sẽ sống như ngày xưa, được không ba? Con à, ba biết con rất ấm ức. Mẹ mới của con bề ngoài tỏ ra là một người nóng tính, nhưng thực ra là một người rất tốt. Rồi dần dần con sẽ thấy. Đừng gọi bà ấy là dì nữa, hãy gọi là mẹ, được không con? Không, con sẽ không bao giờ gọi đâu. Mình ơi, mình bỏ tôi đi rồi. Tôi cô đơn biết bao. Sống cùng tôi hơn 8 năm qua. Tôi biết trái tim mình chỉ dành trọn cho người vợ quá cố. Thế nhưng mình vẫn lấy tôi vì thương tôi, phải chung sống với bản tính dữ dằn của tôi. Nhưng mình vẫn đối xử với tôi rất tốt. Nay mình cũng đi rồi, chỉ còn tôi với thằng Lộc. Nhưng nó ghét tôi như thế, chắc nó cũng không đời nào ở lại với tôi. Giờ tôi biết phải sống tiếp sao đây? Giờ mày tính sao? Con muốn về với bà ngoại mày không? Con đi rồi, mẹ ở với ai? Mày... Con nói gì cơ? Tiếng gọi mẹ lần đầu tiên ấy của Lộc đã chạm đến sâu thẳm cõi lòng người mẹ ghẻ, làm thức dậy khát khao tình mẫu tử trong con người cay nghiệt ấy. Như sợi chỉ đỏ óng ánh, thần kỳ, gắn kết lại hai tâm hồn, mẹ ghẻ, con chồng. Con không yên tâm về mẹ, con muốn ở lại với mẹ. Mẹ, con đi đây. Lộc, trông mẹ kìa, con lên thành phố học mà mẹ làm như con đi luôn không bao giờ trở về ấy. Được nghỉ, con sẽ về thăm mẹ mà. Con nhớ về thăm mẹ thường xuyên đấy. Mẹ chỉ có mình con thôi. Vâng, con biết rồi mẹ. Kìa, con trai mẹ mà cũng rơi nước mắt à. Để mẹ lau cho con. Lên thành phố đi học, gặp nhiều bạn mới, phải rạng rỡ lên mới được. Lên thành phố không như ở nhà, con nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt nghe không? Con đi nghe mẹ, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.